Hi, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Lekona shabd behta waqt baaki vyakaran hai sakt mera takht hai mera takht hai ye amaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai char hai kya chand uske paas jo misal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se nawab hai. Thời gian qua Bin rất là cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ video dạy nhảy ghề đẹp cũng như là tất cả những video dạy nhảy cơ bản khác. Thì hôm nay tiếp tục Bin sẽ làm một video hướng dẫn nhảy một trend mới, chính là bài hát nụ cười 18-20. Dành cho những bạn nào chưa biết Bin là ai thì Bin hiện tại đang là một nhóm trưởng của một nhóm nhảy, đó chính là nhóm nhảy Heaven and Team, cũng như là hiện tại Bin đang làm giáo viên dạy nhảy, dạy bộ môn K-pop dance cũng như là USUK. Nếu mà mọi người có muốn tham khảo thì Bin sẽ để thông tin ở hai bên đây nha. Trong quá trình học, mọi người có thắc mắc gì thì hãy comment ngay bên dưới, cũng như là những bài hát hot trend nào mà mọi người muốn Bin hướng dẫn thì hãy comment để Bin có thể biết và làm video hướng dẫn gửi đến mọi người nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ kéo tay như thế này. 1, 2, rồi đặt tay lên miệng, dễ một cái, bùm, là mình sẽ vừa làm mình vừa nhún cái người ha. 1, 2, đặt, 3, 4, rồi mình để tay lên, bùm, đó là muốn nhún một cái nữa. Rồi sau đó đặt lên 18, 10. Đó là mình sẽ nghiêng cái người qua hai bên. Rồi mình đẩy lên như thế này hai cái. Phần hông mình đánh qua bên trái trước. Ok, ok, cái phần hông này thì Bin có hướng dẫn một video riêng rồi. Thì nếu mà bạn nào chưa có nắm được cái chi tiết của phần này thì Bin sẽ để video đó ở cuối video này nha. Ok, đẩy tay lên và phần hông mình đánh qua bên trái trước như thế này. Đẩy hai tay lên như thế này. Rồi, 2, đi, 1, 2, sau đó mọi người vỗ tay một cái bật lên, bật cái người lên như thế này. Rồi, sau đó làm động tác chèo thuyền, là cái phần người của mình sẽ nghiêng qua bên phải hết và cái tay mình kéo về bên trái hả? 1, 2, chậm và chậm và chậm, ok. Cái đầu tiên mình sẽ làm chậm và hai cái sau mình sẽ làm nhanh. 1, 2, 3 và 4 và 5, 6 là cái cuối cùng, chứ cái đầu tiên là sẽ làm chậm. Rồi, làm lại nha. 2, đi, 1, 2, 3 và 4 và 5, 6. Rồi, mình nếm lại từ đầu nè. 2, đi, bùm, ta đã cười thật tươi tắt. Rồi, 18 đôi 10 là nghiêng hai bên, sau đó đẩy hông trái phải bùm và chèo qua. Chèo và chèo và chèo. Rồi sau đó mình, cái tay mình sẽ cuộn lên như thế này và mình bước chân cuộn và cuộn, vòng vòng lên. Cái tay mình sẽ chém qua bên trái, bên phải, vòng qua. Rồi đẩy cái phần hông vuốt, cùng lúc đó là cái tay mình vuốt ngang cổ và phần hông cũng giống như hồi nãy luôn. Bên trái, bên phải, rồi tay đẩy qua, sẽ qua là mình cũng nghiêng. Cái hông nó sẽ đi liên tục nè. 1, 2, 3, 4. Rồi còn phần tay của mình sẽ là dày dày, chém chém lên. Rồi sau đó trái phải, trái phải trái. Đó, sau đó mình sẽ làm động tác cuối cùng là xong. Để tay lên, đánh hông xuống. 1, 2, 3, 4. Ok, phần hông này cũng nằm ở trong video hướng dẫn mà Bin đã làm riêng, cho nên nếu bạn nào nếu mà chưa có nắm bắt được thì nhớ coi nha. Ok, rồi bây giờ Bin sẽ đếm lại một lần từ đầu cho tới cuối, rồi sau đó chúng ta sẽ ghép nhạc với tốc độ chậm nha. 2, đi, 1, 2, 3, vuốt và dằn, nghiêng và nghiêng, lướt lướt, vỗ tay, chèo và nhanh và nhanh và chậm, bước và bước. 1, 2, 3, vuốt qua đưa hông, vuốt qua đưa hông, vuốt qua. 1, 2, 3, 4. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng ghép nhạc thử với tốc độ chậm nha. Thật tươi, đôi người, hông và tay, nhanh nhanh chậm, tắt tắt, vuốt vuốt đẩy rồi đi hông. 1, 2, 3, 4. Ok. Yeah, và thế là chúng ta đã hoàn thành xong bài hát nụ cười 18-20 rồi. Và thông qua video lần này, Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhảy được bài này ở trên TikTok nha. Trong quá trình học, mọi người cảm thấy khó khăn gì thì hãy comment ngay bên dưới để Bin có thể giải đáp tất cả thắc mắc của mọi người nha. Đừng quên like và share video giúp Bin nữa. Video đấy là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.